Dạ, con chào cô. Dạ, thức ăn hôm nay ổn hả cô hả? Ngon. Dạ. À, cô có cần con phục vụ thêm món nào nữa không ạ? À không. Dạ. Cô đủ rồi. À, cô có cần con thanh toán luôn không? Cô xin lỗi nha. Dạ. Cô không có khả năng thanh toán. Cô ơi, cô giỡn con hoài. Nhìn cô như vậy, món ăn này cũng đâu có bao nhiêu tiền đâu. Cô giỡn con nữa rồi. Cô không đùa. Công ty cô vừa bị phá sản. Cô không còn cái gì nữa hết. Và ngày hôm nay cô muốn đến đây một lần cuối để hưởng lại cái không khí này. Vậy thôi. Dạ, con rất là đồng cảm với cô. Nhưng mà bây giờ cô làm vậy thì con hơi bị khó xử á cô. Cô cũng biết, nhưng mà con có thể giúp cô ra khỏi đây được không? Dạ thôi. À, bây giờ vậy nha. Cô cứ tự nhiên ra về. Coi như hôm nay là con mời cô. Dạ. Không, cô đừng có ngại, con mời thiệt mà. À, bây giờ con xin phép con xuống cái món này nha cô. Dạ. Cô cảm ơn con. Dạ không có gì. Cho cô biết tên với số điện thoại của con được không? Dạ con tên là Khoa. Nhưng mà thôi, cái chuyện đó cô đừng có bận tâm. Cái này khả năng con mời được, không sao đâu cô. Không phải, vì cô muốn liên lạc với con sau này. Cái chuyện đó thì thôi, coi như chuyện nào mà cô cháu mình có duyên á thì mình sẽ gặp lại cô ha. Bà Khoa nè. Dạ. Cái này cô hỏi thiệt nha. Dạ. Con nghĩ sao nếu mà cô mời con vào cái vị trí quản lý cái chuỗi nhà hàng khách sạn của cô? Rồi cô lại giỡn con nữa rồi. Chuyện này đùa được à? Nhưng mà... Thôi được rồi. Đây, đây là danh thiếp của cô. Nãy giờ cô ngồi đây, cô cũng muốn xem cái không khí của nhà hàng, khảo sát món ăn và cách cung cách làm việc ở cái nhà hàng này. Và cô cũng để ý thấy nhân viên ở đây, cô cũng rất có cảm tình với con, nên cô muốn mời con vào cái vị trí mà cô đang cần. Chà, cái chuyện này nó đột ngột quá. Cô ơi, cái này con thí dụ nha cô. À. Dạ, thí dụ như mà con về con làm với cô á, thì lương nó là sao cô? Tất nhiên lương sẽ được trả theo đúng khả năng của con, đúng chức vụ của con, có nghĩa là nó sẽ gấp nhiều lần cái lương con đang hưởng ở đây. Dạ. Vậy con thí dụ một cái nữa thôi nghe. Bây giờ con về mà con làm với cô á thì chừng nào mình bắt đầu công việc được cô? Tùy con thôi. Tùy con luôn hả? Nếu con không tin thì ngay bây giờ cô có thể đưa con đến khách sạn nhà hàng của cô, rồi cô sẽ giới thiệu con với nhân viên thuộc cấp của con, được không? Cô đợi con khoảng 5 phút được không cô? Con vô con thay bộ đồ khác thôi chứ không có gì hết. Dạ con xin phép xuống món. Ủa, anh định thay đồ đi đâu vậy? Em, anh báo tin này vui lắm nè. Bữa nay anh nghỉ làm. Anh nghỉ luôn. Sao nghỉ vậy? Trời ơi, có một cái bà khách ở ngoài kia kìa, bà kết anh lắm. Bây giờ bà rủ anh về làm quản lý cho bà. Vui không? Chúc mừng anh nha. Ê, tụi bay đứng đây chi vậy? Quản lý báo là từ đây tới chiều á, đông khách lắm á. Chuẩn bị đi. Cái gì? Gì chết rồi chị ơi. Bây giờ anh Khoa chuẩn bị đi rồi. Chuẩn bị đi? Mà đi đâu? Trời ơi, tôi tính là hôm nay nghỉ làm luôn nè. Tôi đi làm chỗ khác, quan trọng lắm. Ông nghỉ làm, rồi tôi với Tiên sao? Chết rồi, làm sao mà tụi tôi làm cho nổi? Vấn đề là đây là cơ hội duy nhất của tôi và nó quan trọng lắm, mày hiểu không? Nhưng mà em thì không sao rồi đó. Nhưng mà còn chị Phúc, còn em nhỏ với lại mẹ ở nhà nữa. Lát hồi chị phải về sớm. Đúng rồi, coi như ông thương tôi đi. Tôi cầu xin ông suy nghĩ lại giùm tôi đi mà. Tiên, có gì nói với... Rồi, từ từ để tôi suy nghĩ đã. Cô ơi,
Con có cái chuyện này nó hơi khó nói một xíu. Sao? Dạ, tại vì hôm nay là cái ngày mà nhà hàng rất là đông khách đó cô. Mà nếu như bây giờ con bỏ mấy em ở lại làm thì mấy em nó sẽ rất là cực. Bây giờ cô có thể nào coi như là cô thương con, ngày mai mình bắt đầu công việc được không cô? Con sẽ gọi cho cô trước luôn. Tôi hiểu. Nhưng có những cơ hội trong cuộc đời này, nó chỉ đến một lần thôi. Nếu ta bỏ lỡ thì nó sẽ tuột mất. Khoa nè. Dạ. Khoa có hiểu tại sao tôi đạt đến được ngày hôm nay không? Đó là vì trong quá trình lập nghiệp của tôi, tôi cũng đứng trước những thử thách, những gian nan, phải đi đến những quyết định rất quan trọng. Tôi nhớ cái ngày mà công ty tôi mới thành lập, tôi được một cái dự án rất quan trọng. Nhưng ngày đi ký hợp đồng thì cũng là ngày tang lễ của chồng tôi. Tôi phải đi đến một quyết định là ở bên chồng hay ở bên công ty mình. Và tôi đã vượt qua điều đó. Tôi nghĩ là Khoa cũng sẽ suy nghĩ được và sẽ quyết định được đúng như tôi. Khi làm việc với nhau, tìm hiểu kỹ, hiểu nhau nhiều hơn, thông cảm nhau nhiều hơn, biết đâu mình sẽ có những tình cảm tốt hơn, đúng không? Khoa sẽ tiến xa hơn trong công việc, trong địa vị. Biết đâu Khoa cũng sẽ trở thành những thành viên không những quan trọng trong công ty mà là cả trong gia đình tôi thì sao? Anh, bây giờ anh định đi thiệt đó hả? Ủa chứ bây giờ không đi thì sao? Cơ hội anh ngay trước mắt mà không đi là sao em? Khoa, coi như là tình nghĩa bao nhiêu năm nay đi. Dù sao ông cũng là bạn thân của tôi, với lại tôi cũng hay giúp đỡ ông mà. Ông cũng biết hoàn cảnh khó khăn của tôi mà bây giờ ông đi như vậy rất là khó cho tôi. Đây là cơ hội đổi đời của tôi. Bây giờ tôi không đi, không phải tôi sống ở cái chỗ này hoài hả? Tối ngày là cứ đi làm phục vụ thôi, nghèo mạt vậy hoài. Đi thì có thể, anh xin người ta dời sang hôm khác hoặc là ngày tới cũng được mà. Chứ đâu có cần phải đi ngay bây giờ. Tại bây giờ chiều đông mình được báo gấp nữa, tụi em đâu có chuẩn bị kịp đâu. Kịp? Cái vấn đề là người ta chỉ cho mình cơ hội ngay bây giờ, ngay lúc này. Mình phải biết nắm bắt. Rồi bây giờ tôi hỏi bà nha, mẹ của bà hay mẹ của tôi? Thì mẹ của tôi. Mẹ của bà, tại sao bà bắt tôi chịu trách nhiệm? Ủa, bây giờ vì mẹ của bà tôi đánh mất cái cơ hội đổi đời của tôi. Bây giờ nếu như tôi làm ở đây hoài, tôi nghèo hoài, rồi tương lai của tôi với Tiên như thế nào? Bây giờ tôi chỉ cần thành công, tôi làm ở bên đó rồi, tôi kéo bà, kéo Tiên qua đó làm. Chừng đó bà lo 10 bà mẹ cũng được, 100 thằng em cũng được. Tôi không cần. Em thấy anh hơi quá đáng rồi đó. Dù gì chị cũng là bạn thân của mình, còn em là người yêu của anh bây giờ. Tự nhiên bây giờ anh đi rồi tụi em biết làm sao đây? Anh nói thiệt, bây giờ anh không biết làm sao để cho hai người bỏ được cái suy nghĩ ấu trĩ ra khỏi đầu luôn. Tương lai của anh đang ngồi ngoài kia, cơ hội chỉ tới một lần. Bây giờ mày không đi đúng không? Đúng. Kệ mày. Mày thích ở cái xó nghèo này thì mày ở. Tao không có thể nào làm phục vụ cả đời được. Bây giờ tao đã lên một vị trí mới rồi. Bây giờ anh hỏi em lần cuối, em có đi với anh hay không? Em không đi. Em không thể nào quyết định một sớm một chiều như anh được. Không lẽ bây giờ hễ có một cái chuyện gì đó là anh có thể bỏ những người mình yêu thương, bỏ cả bạn bè của mình đi vậy hả? Đúng. Đúng là như vậy á. Muốn lo được cho người khác thì mình phải lo được cho mình em ạ. Bản thân mình lo còn chưa xong. Ốc chưa lo nổi mình, ốc mình lo cho ai? Đi. Ông đi liền đi. Tao khỏi cần mày đuổi. Bản thân tao xác định tao đi mà. Tao đâu cần mày đuổi. Nhưng mà tao nói cho mày biết nè, một khi tao đã bước ra khỏi cái xó này rồi á, thì đừng bao giờ nghĩ tới cái chuyện tao quay trở lại, dù chỉ là một bước chân. Mày nghe rõ chưa? Anh đang làm cái gì vậy? Anh làm như vậy rồi em còn dám nhìn mặt ai nữa hả? Giờ này mà mặt với mũi, bản thân anh giờ còn không muốn nhìn mặt em à.
Bây giờ anh ở vị trí nào, tương lai anh ở ngoài kia, em vẫn còn ở đây làm phục vụ. Anh nói lại một lần nữa đi Khoa. Khoa cũng sẽ trở thành những thành viên không những quan trọng trong công ty mà là cả trong gia đình thôi thì sao? Nhưng có những cơ hội trong cuộc đời này nó chỉ đến một lần thôi. Mất thời gian quá. Anh nói là một lần cuối nha. Anh không muốn nhìn thấy mặt em nữa. Thôi, có hai chị em làm, hai chị em có sao đâu. Khoa sẵn sàng rồi nè, mình đi thôi. Ủa, vậy chứ công việc của Khoa ở đây hôm nay thì sao? Kệ tụi nó đi, Khoa đâu có quan tâm đâu. Khoa quan tâm bây giờ là cô nè, mình đi nha. Đi đâu? Thì dẫn Khoa qua gặp nhân viên của Khoa, rồi tạo điều kiện để cho Khoa có thể kết nối quan hệ tình cảm lâu dài đó. Nha. Rất tiếc, tôi không thể nào hợp tác với những người mà vì quyền lợi trước mắt mà lại chống vánh thay đổi như vậy. Dứt bỏ trách nhiệm của mình, bỏ mặt bạn bè, bỏ mặt cả người yêu mình nữa, đúng không? Đâu có đâu cô. Khoa học theo cô mà. Phải đưa ra những quyết định sáng suốt, đúng đắn trong cuộc đời, trong những hoàn cảnh quan trọng nhất. Là sao? Giống như hồi nãy cô nói đó, giữa đám tang của chồng mình với ký hợp đồng ở công ty, thì cô đã chọn là không có đi đám tang, cô tới cô ký hợp đồng công ty thì cô mới được như ngày hôm nay nè cô. Tôi nói như vậy sao? Tôi chỉ nói là ngày hôm đó tôi đưa ra một quyết định quan trọng nhất trong cuộc đời tôi. Dạ đúng rồi. Dẫn đến thành tựu sau này. Đó là gì? Tôi quyết định ở lại bên gia đình. Ui. Ở lại bên chồng tôi. Mà cũng chính vì vậy mà đối tác của tôi lại càng kính trọng tôi hơn, và dẫn đến những thành công liên tiếp của tôi sau này đó. Cậu có biết là những tố chất quan trọng nhất của người lãnh đạo là gì không? Đó chính là trách nhiệm, là sự chân thành và lòng chung thủy đó cậu. Cô, bây giờ Khoa đang thể hiện lòng chân thành và sự chung thủy với cô nè. Nhưng tôi e rằng là cậu sẽ không tiến được xa đâu. Và chắc là cậu cũng không thể nào là thành viên của gia đình tôi được. Là con rể của tôi đó. Tiên chính là con gái của tôi. Ủa, Tiên. Mà cô, sao cô để con gái cô đi làm phục vụ vậy? Bố mẹ làm chủ thì con gái không được đi làm phục vụ hả? Mẹ của tôi cũng muốn rèn luyện tôi từ những công việc nhỏ nhất. Thật ra thì hôm nay tôi đến đây là để muốn gặp mặt cậu. Dạ. Tìm hiểu về người yêu của con gái tôi. Và tôi cũng được hiểu rất là kỹ qua cái phép thử này. Phải xác định chứ là cậu có đậu một bài. Dạ. Nhưng mà sau đó thì cậu trượt hết. Dạ mọi việc anh làm á Tiên, anh nói thiệt với em luôn là anh chọn thì anh chọn vậy thôi. Nhưng mà anh chỉ muốn xây dựng tương lai cho hai đứa mình thôi, em hiểu không? Anh xin lỗi Tiên với Phúc nha. Thiệt ra ai mà không có những quyết định sai lầm trong cuộc đời đúng không? Ủa, lúc nãy có người nói hả? Là một đi không trở lại cái nhà hàng này nữa mà. Vậy cũng sẽ không bao giờ nhìn mặt tôi nữa dù chỉ một lần mà. Anh nói là một lần cuối nha. Anh không muốn nhìn thấy mặt em nữa. Thì để con đưa mẹ về. Tiên. Cô ơi. Cô ơi, Tiên à. Đúng là đến cuối cùng chỉ có Phúc tốt với mình thôi. Phúc ơi, không may Phúc nói với quản lý cho mình làm lại được không? Mình cũng nói thiệt là
mình có tình cảm với Phúc á. Được rồi. Phúc. Phúc à. Đồ tội gì? Đồ hôi xíu thôi mà.